Một ngày đẹp trời và nó không đẹp trời với mình. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Có thể đây là video cuối cùng mình làm cái clip này. Đây là thành quả phá hoại của mình. Hello, hôm nay là ngày cuối tuần mình sẽ dọn nhà trọ lại. Lúc đầu mình chỉ làm sạch cái tường thôi, nhưng mà thấy cái tường trống quá, mình đã có một cái ý định khác. Mình sẽ không tập trung vào đám mây nhiều lắm nên bức tranh đám mây nó hơi. 5 minutes later. Đến phần quan trọng rồi, là mình cảm thấy rung rung. Mình sẽ vẽ 1-2 ba bụi nằm ở đây, và có thể nhiều quá thì cũng không có sao, quan trọng là số lượng. Lười pha màu quá nên mình dùng màu của mây, mình vẽ luôn như vậy cho nó nhanh. Sau khi xong bước lười thì bắt đầu mình vẽ những cây có màu đậm hơn và nhìn nó xanh lè. Giờ mình đã có một cái thân cây cố định rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục là vẽ những cái nhánh cây xung quanh, nhìn cây xương rồng nó sẽ cân đối hơn và đẹp hơn. Tốt nhất thì các bạn nên vẽ những cây cỏ lớn hơn, đây là mình quay nhanh đó, chứ không thôi là mình vẽ cây xương rồng này chắc nửa tiếng đồng hồ mới xong. Trong khi chờ đợi màu khô thì mình có thể là vẽ thêm những đường sọc nhạt như vậy nè, để cho cái độ sâu của xương rồng nhìn thấy rõ hơn. Mình cảm thấy nếu mà cái xương rồng này nó gom lên thành hình tròn thì có thể là nhìn nó giống trái dưa hấu. Tiếp theo đó là mình tô luôn những nhánh cây như vậy này, nhìn nó sẽ thiệt hơn. Nếu thiệt với các bạn mà vẽ cái xương rồng á, nhớ lựa cây cọ nào mà lớn hơn xíu chứ đừng vẽ cây cọ giống mình, nó rất là làm biến vẽ. Giờ đã xong rồi, giờ mình vẽ thêm những bụi nhỏ hơn, nhìn nó sẽ đa dạng hệ sinh thái hơn. Cây nhỏ có, cây cao có, cây lùn, cây ốm đều có. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy đăng ký để đừng bỏ lỡ những video sau nhé. Và nhớ like, share đó để bình luận những chủ đề mà các bạn thích. Thank you.